40 năm trước, người lính công binh Nguyễn Văn Cúc nhận lệnh ra Hoàng Sa khảo sát để xây dựng sân bay quân sự phục vụ việc bảo vệ đảo. Lấy xong mẫu đất, ông lên tàu chuẩn bị về đất liền thì bất ngờ đụng tàu chiến Trung Quốc đang cố tình vây giáp xâm chiếm đảo. Sau khi giằng co ác liệt, cuối cùng ông Cúc và đồng đội phải rút lên đảo Hoàng Sa cố thủ. Tại đây, ông đã chứng kiến trận hải chiến bi hùng mà cả đời này ông cũng không thể nào quên được. Trận hải chiến chính thức khởi sự vào lúc 10 giờ 22 phút ngày 19 tháng 1. Sau khi yêu cầu tàu Trung Quốc rời khỏi khu vực đảo Hoàng Sa bất thành, 4 chiến hạm Việt Nam Cộng Hòa đồng loạt nổ súng vào tàu Trung Quốc. Do bị bất ngờ nên quân Trung Quốc thiệt hại nặng. Tuy nhiên, do các tuần dương hạm Lý Thường Kiệt, tuần dương hạm Trần Bình Trọng, khu trục hạm Trần Khánh Dư của Việt Nam Cộng Hòa to lớn, pháo lại có tốc độ bắn chậm hơn, nên dần dần những tàu chiến Trung Quốc nhỏ bé di chuyển linh hoạt, chiếm lại được ưu thế. Đặc biệt, hộ tống hạm Nhật Tảo là chiến hạm nhỏ nhất và chỉ còn một máy chính hoạt động nên xoay sở rất khó, dàn radar bị hỏng nên nhanh chóng bị rơi vào tình trạng nguy nan. Sau vài đợt công kích, tàu Nhật Tảo dính đạn, bốc cháy. Do Trung Quốc phá sóng truyền tin tầm xa nên việc liên lạc giữa tàu và trung tâm chỉ huy ở Đà Nẵng là bất khả thi. Việc liên lạc giữa các tàu bằng máy bộ đàm cầm tay cũng chập chờn nên không thể tiếp ứng cho nhau. Sau khoảng 30 phút kể từ khi khai hỏa, phía Việt Nam Cộng Hòa có một tàu bị bắn cháy, nhiều người chết và bị thương. Tuần dương hạm Lý Thường Kiệt và tuần dương hạm Trần Bình Trọng hư hại khá nặng. Trận hải chiến kết thúc vào khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, khi 3 chiếc tàu còn lại của Việt Nam Cộng Hòa buộc phải triệt thoái khỏi khu vực giao tranh. Sau khi tàu chiến rời đi, hàng chục chiến sĩ còn cố thủ trên đảo Hoàng Sa như ông Cúc nhanh chóng bị địch bắt giữ. Toàn bộ quần đảo Hoàng Sa từ đó rơi vào tay giặc. Thì lúc đó là coi như sau khi đuổi bắt, tức là đến khi lệnh coi như là bắn quá rồi là mình chịu không nổi, mình rút vô cai mình nằm, thì lên lẫn bắt hết, cứ đánh tụ một lần bắt hết cái đám địa phương quân, nó bắt hết rồi, bắt hết toàn bộ, chỉ còn tôi với anh cha trung tá ấy là còn núp vào, tôi kê thôi để núp đến khi coi như là khuya mình xuống mình cướp tàu mình vượt. Thì tôi thấy tình hình là ăn rải quanh cái đảo rồi, coi như đào cách mình có 3 mét chứ mấy, mà đào dài rồi, ăn rải hết cái đào nó phòng thủ mà. Phòng thủ đó, thì tôi biết thâu thế này là coi như là mình không thể nào là mình vượt được rồi, thôi đường mẫu mình cũng chết, thà mình ra cùng anh em chết luôn. Theo chỉ huy Hải quân Việt Nam Cộng Hòa khi đó, tàu chiến của Việt Nam Cộng Hòa buộc phải rút lui. Không hẳn vì thất bại khi giao tranh với địch, mà vì lúc ấy, lực lượng hai bên quá chênh lệch. Tình của cố dân Hoa Kỳ cho biết rằng có một cái hạm đội rất là hùng hậu, gồm có 17 chiếc, trong đó có 13 chiến hạm, như lại 4 chiếc tìm thủy đỉnh là loại tàu ngầm mà. Thì với một cái lực lượng như thế, tôi biết rằng không thể nào mà mình đối đầu được. Bên này tôi có được tăng cường thêm 2 chiếc nữa, tức là 6 chiếc. Nhưng mà khi 2 chiếc sau mà trên con đường đi tới đó, thì cố vấn Hoa Kỳ cũng lại nói với tôi rằng nếu mà 2 chiến hạm nữa lâm chiến đó, thì sẽ có phi cơ phản lực từ đảo Hải Nam đến dội bom. Thì nếu bên kia mà dùng phi cơ phản lực để mà dội bom chiến hạm Việt Nam đó, thì nếu mà không quân Việt Nam không ra được đó, thì các chiến hạm này sẽ bị lâm nguy, cho nên tôi quyết định cho hạm đội trở về. Việc Trung Quốc điều động lực lượng tiếp viện hùng hậu, lựa chọn thời điểm gây hấn, cho thấy những hành động khiêu khích trong 2 ngày 18 và 19 tháng 1
năm 1974 không hề ngẫu nhiên mà là một âm mưu đã được tính toán hết sức kỹ lưỡng. Như gặp như các anh này về, các anh kể lại, thì cái lực lượng Trung Quốc thời bấy giờ hậu đó nó mạnh hơn mình, nó mạnh hơn mình. Sau khi mà định Paris ký á, thì người Mỹ người ta không còn lo cho mình nữa. Do đó thì người Trung Quốc người ta lợi dụng được cái đó, người ta biết được cái điểm yếu và cái đường xa xa xôi từ đất liền mà ra, thì người ta lợi dụng cái đó, người ta mới đánh vào đó. 40 năm qua, hình ảnh về Hoàng Sa vẫn còn in hẳn trong ký ức của những người như ông Sơn, ông Cúc. Càng nhớ những hòn đảo ở phía đông Tổ quốc ấy bao nhiêu, các ông lại càng khắc khoải, dày dứt bấy nhiêu khi không thể bảo vệ nó trước sự xâm chiếm của ngoại bang. Dẫu biết khó khăn, song ông Sơn, ông Cúc cùng hàng triệu người con đất Việt đã và sẽ không bao giờ thôi tin tưởng và hy vọng về cái ngày chúng ta giành lại quyền quản lý Hoàng Sa, giải cát vàng tươi đẹp mà cha ông ta đã bao đời đổ máu để khai phá và bảo vệ. Mưu mà chiếm Biển Đông của Trung Quốc đã có từ rất lâu, và Trung Quốc từng bước thực hiện cái chủ trương độc chiếm Biển Đông của họ. Đầu tiên đó là vào những năm 50 sau khi chúng ta kết thúc cuộc chiến chống Pháp, trong cái bối cảnh giữa Việt Nam và Pháp đang có cái sự bàn giao, thì Trung Quốc lựa chọn vào cái thời điểm đó chiếm một số đảo, Hoàng Sa của chúng ta. Đến tháng 1 năm 1974 thì lại Trung Quốc lại lựa chọn cái thời điểm đó là khi mà Trung Quốc đã được Mỹ bật đèn xanh. Và cái việc này nó liên hệ với cái chuyến thăm của Nixon đến Bắc Kinh và với cái thông cáo chung thời hạn năm 1972. Bởi vì nếu mà không có cái bắt tay giữa Mao Trạch Đông và Minh Sơn thì Trung Quốc không dám có cái hành động vào ngày 19 tháng 1 năm 1974 đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa, đó đang do quân đội Việt Nam chính quyền Việt Nam mà kiểm soát. Bởi vì rõ ràng là Mỹ đứng đằng sau quân đội Việt Nam Cộng Hòa, tại sao Mỹ lại không sử dụng lực lượng để ứng cứu? Cái lợi ích nó lớn hơn nhiều giữa Mỹ và Trung Quốc khi mà cái con bài Việt Nam Cộng Hòa lúc đó đã bắt đầu là rõ rồi, bằng cái sự kiện Hiệp định Paris đã rõ rồi. Cái lần thứ ba chính là cái lần năm 1988 này, là họ cũng lợi dụng cái tình hình là đất nước của chúng ta đang rất khó khăn. Chúng ta biết năm 88 là cực kỳ khó khăn, và gọi là cái đỉnh điểm của cái khó khăn, của cái khủng hoảng kinh tế xã hội rất trầm trọng. Và vào thời điểm đó, Liên Xô là cái nước mà còn đang ủng hộ, giúp đỡ chúng ta, cũng đang rơi vào tình trạng khó khăn, họ cũng phải cải tổ. Và Trung Quốc bằng một cái con đường nào đó, họ cũng biết được rằng là nếu họ có một cái hành động quân sự ở Trường Sa thì Liên Xô cũng không cần thiết. Phải nói thẳng là chúng ta chưa nhận thức được những mưu đồ sâu xa có hệ thống của Trung Quốc. Sau này mới được tổng kết lại thì cứ thấy là những cái sự kiện mà Trung Quốc làm ở Biển Đông ấy, là đều căn cứ vào cái bối cảnh quốc tế và quan điểm của các nước lớn về vấn đề Biển Đông như thế nào.
cái sự kiện giàn khoan 981 vào tháng 5 2014 vừa rồi chúng ta cũng thấy. Sau khi Tổng thống Obama đi sang Nhật và sang Philippines có tuyên bố rằng là Mỹ sẽ đứng đằng sau Nhật và Philippines, bởi vì Mỹ có cái hiệp ước an ninh Nhật Mỹ an ninh và Mỹ Philippines, thì Trung Quốc ngay lập tức nắm gần Mỹ ngay bằng cái việc là đưa cái giàn khoan vào để xem mình phản ứng thế nào. Chúng ta không có cái hiệp ước với Mỹ, cái việc đưa giàn khoan cắm vào cái vùng thềm lục địa và đặc quyền kinh tế chúng ta là để họ thử rất nhiều, một cái phép thử rất nhiều, thử dư luận quốc tế, thử phản ứng của Mỹ, thử phản ứng của Nga, thử phản ứng của ASEAN. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trở lại với lịch sử trong thời gian trong và sau chiến tranh thế giới thứ hai, cùng với cuộc đấu tranh chống phát xít của nhân loại yêu hòa bình là cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của những dân tộc bị áp bức. Số phận của các dân tộc nhỏ bé như Việt Nam cùng sự toàn vẹn lãnh thổ của mình trải qua nhiều thăng trầm. Tuy nhiên, ngay cả lúc đó thì quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa vẫn luôn được mặc nhiên thừa nhận là một phần của Việt Nam. Tuyên bố Cairo tháng 11 năm 1943 nêu rõ, khi cuộc chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn khốc liệt nhất, thì hội nghị ba bên Anh-Mỹ-Trung, lúc đó đại diện của Trung Quốc là chính quyền Tưởng Giới Thạch, đã họp và ra một bản tuyên bố tại Cairo, Ai Cập, rằng Nhật Bản phải trả lại tất cả các đảo ở Thái Bình Dương mà Nhật đã chiếm đóng từ khi bắt đầu chiến tranh thế giới thứ nhất. Các lãnh thổ mà Nhật đã chiếm đóng của Trung Quốc như Mãn Châu Lý, Đài Loan và Bành Hồ sẽ được trả lại cho Cộng hòa Trung Hoa. Trong tuyên bố này, như vậy là không hề nhắc tới hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa như một phần lãnh thổ của Trung Quốc mà Nhật phải trao trả lại. Kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai, các nước lại một lần nữa ra tuyên ngôn khẳng định sẽ thi hành các điều khoản của tuyên bố Cairo, đó là tại hội nghị Potsdam tháng 7 năm 1945. Và một dấu mốc quan trọng và rõ ràng thể hiện chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là hội nghị San Francisco tháng 9 năm 1951. 51 quốc gia tham dự hội nghị này để bàn về việc ký hòa ước với Nhật Bản và thống nhất các vùng lãnh thổ mà Nhật phải trả lại sau Thế chiến thứ hai. Trong đó, trong điều 2 chương 2 của hòa ước, phần quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa được tách ra một khoản riêng biệt, không cùng một điều khoản với vùng lãnh thổ Bành Hồ và Đài Loan mà Nhật Bản phải trả lại cho Trung Quốc. Một điểm quan trọng nữa là 46 trên 51 nước tham gia hội nghị đã không chấp thuận đề nghị bổ sung rằng Nhật Bản công nhận chủ quyền của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đối với các vùng lãnh thổ, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa. Tại đây, trước 51 phái đoàn ngoại giao của các nước thành viên Liên Hợp Quốc, trưởng đoàn đại biểu chính quyền Bảo Đại là Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Trần Văn Hữu đã ra tuyên bố xác định chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, có đoạn như sau. Và cần phải dứt khoát tận dụng tất cả mọi cơ hội để dập tắt những mầm mống các tranh chấp sau này. Chúng tôi khẳng định chủ quyền đã có từ lâu đời của chúng tôi đối với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Lời tuyên bố đó đã được ghi vào biên bản của hội nghị và trong tất cả 51 phái đoàn tham dự thì không có một phái đoàn nào phản đối hay bảo lưu đối với tuyên bố này. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, sau khi tiếp quản từ phía Nhật Bản thì Pháp đã có mặt trở lại trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, quản lý hai quần đảo này cho đến khi chuyển giao cho chính quyền miền Nam Việt Nam khi rút khỏi Đông Dương. Đây cũng là mốc thời gian quan trọng được đánh dấu bởi hội nghị Geneva năm 1954, tức là đúng 60 năm về trước. Theo Hiệp định Geneva về việc hòa bình ở Đông Dương, khẳng định các bên tham gia tôn trọng độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Khi Pháp rút khỏi Việt Nam thì Việt Nam Cộng Hòa tiếp quản việc quản lý hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và tuyên bố khẳng định chủ quyền và có các hành vi thực thi chủ quyền đối với hai quần đảo này. Trung Quốc là một trong những nước tham gia hội nghị Geneva năm 1954 và biết rất rõ điều này, và Trung Quốc có trách nhiệm tôn trọng các văn kiện quốc tế của hội nghị đó. Ngày 21 tháng 7 năm 1954, tuyên bố cuối cùng của hội nghị Geneva về lập lại hòa bình ở Đông Dương được thông qua. Hội nghị với sự tham gia của 9 bên, trong đó có Trung Quốc, đã khẳng định các bên tham gia tôn trọng độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Theo hiệp định, Pháp sẽ rút khỏi lãnh thổ Việt Nam. Nhìn trên bản đồ, theo điều 4 của hiệp định đình chỉ chiến sự ở Việt Nam được ký kết tại hội nghị Geneva, thì phía Bắc vĩ tuyến 17 thuộc Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, phía Nam vĩ tuyến 17 thuộc Việt Nam Cộng hòa.
Sau khi Pháp rút khỏi Việt Nam năm 1956, Việt Nam Cộng Hòa đã tiếp quản việc quản lý hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Việt Nam Cộng Hòa đã tuyên bố khẳng định chủ quyền và có hành vi thực thi chủ quyền với hai quần đảo này. Sông Mã Đại, nó đến bờ biển là hết rồi, đến Cửa Tùng là hết rồi. Thế bây giờ từ đó kéo ra theo đường thì kéo dài ra biển, vô góc với bờ biển. Thế thì cái quần đảo Hoàng Sa là nằm phía nam cái đường đó, tức là đường ta gọi là đường kéo dài của tuyến phân vùng. Sau khi hiệp định có hiệu lực, thế thì quần đảo Hoàng Sa là thuộc địa phận của Cộng hòa Việt Nam Cộng hòa, tức là chính quyền Sài Gòn. Chính quyền Sài Gòn quản lý Hoàng Sa suốt từ năm 54 cho đến khi là Trung Quốc mở cuộc xâm lăng Hoàng Sa. Là một nước tham gia hội nghị Geneva năm 1954, Trung Quốc biết rất rõ điều này và Trung Quốc phải có trách nhiệm tôn trọng các văn bản quốc tế của hội nghị. Tuy nhiên, đến năm 1974, Trung Quốc đã sử dụng vũ lực để chiếm đóng toàn bộ quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Việt Nam Cộng Hòa và chính phủ cách mạng lâm thời Cộng Hòa miền Nam Việt Nam đều đã lên tiếng phản đối hành động đó của Trung Quốc và khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. Từ góc độ luật pháp quốc tế, việc chiếm đóng bằng vũ lực lãnh thổ của một quốc gia có chủ quyền là hành vi phi pháp và không thể đem lại chủ quyền cho Trung Quốc đối với quần đảo Hoàng Sa. Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế quy định cấm sử dụng vũ lực xâm phạm lãnh thổ của một quốc gia. Ta hiểu cái việc Trung Quốc đánh Hoàng Sa về mặt pháp lý đó là phá hoại hiệp nghị Geneva. Mà Trung Quốc là một bên đàm phán và tham gia ký kết hiệp nghị Geneva. Bây giờ đây lại đưa cái giàn khoan lớn vào khu vực đó. Đối chiếu với hiệp nghị Geneva, Trung Quốc còn phạm cái tội nữa là phá hoại hiệp nghị Geneva. Còn bây giờ cái tội của nó, Trung Quốc mà chiếm Hoàng Sa chính là, có lẽ tôi dùng cái từ đó là từ xâm lược lãnh hải Việt Nam, lấn chiếm biển đảo Việt Nam. Trung Quốc đang thực hiện một cái chính sách bành trướng. Tuyên bố của Hội nghị Geneva là căn cứ pháp lý cao nhất. Trong thế kỷ 20, không có hiệp định nào cao hơn văn bản này. Là một trong 9 bên tham gia hội nghị, Trung Quốc mặc nhiên phải công nhận Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Thế nhưng đi ngược lại với những gì mà Trung Quốc đã cam kết, hành động của Trung Quốc cưỡng đoạt Hoàng Sa vào năm 1974 và đánh chiếm đảo Gạc Ma thuộc Trường Sa năm 1988. Và gần đây, Trung Quốc liên tiếp gây hấn với Việt Nam trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam mà Trung Quốc đã mặc nhiên thừa nhận trong các văn bản pháp lý mang tính đa phương. Trung Quốc đang cho thế giới thấy rằng những gì Trung Quốc nói rất khác những gì mà Trung Quốc làm. Các văn kiện và tuyên bố của các hội nghị quốc tế liên quan tới Việt Nam từ giữa thế kỷ 20 sau chiến tranh thế giới thứ hai có giá trị pháp lý như thế nào trong quan hệ quốc tế? Chúng ta sẽ nghe ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Dung Huân, Nguyên Giám đốc Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Dương Huân, theo ông thì giá trị pháp lý của Hiệp ước Hòa bình cũng như phát biểu của Phái đoàn Quốc gia Việt Nam tại Hội nghị San Francisco năm 1951 là gì ạ? Giá trị của Hội nghị San Francisco chính là gì? Là hội nghị giải quyết những vấn đề sau chiến tranh với Nhật ở khu vực châu Á Ấn Dương để hình thành nên cái hệ thống quốc tế sau chiến tranh ở khu vực châu Thái Ấn Dương và hình thành những luật chơi của quan hệ quốc tế sau chiến tranh khu vực châu Á. Và tuyên bố của ông Trần Minh Hữu, đại diện quốc gia Việt Nam đã được 51 quốc gia công nhận. Như vậy nó có ý nghĩa pháp lý rất lớn đối với chuyện Việt Nam tuyên bố chủ quyền của mình ở quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, tạo cái cơ sở pháp lý rất là mạnh mẽ cho nước Việt Nam. Và cái lập trường đó, cái quan điểm đó đã được tất cả các quốc gia giữ hội ủng hộ. Vậy thì chủ quyền không tranh cãi của Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa tiếp tục được khẳng định như thế nào tại Hội nghị Geneva năm 1954 ạ? Chủ quyền của chúng ta là không tranh cãi. Không tranh cãi nghĩa là mình có gọi là cơ sở pháp lý, mình có cơ sở lịch sử để khẳng định rằng cái này là của ta, không có thể ai có thể tranh cãi với chúng ta được. Và quan điểm đó, cái tinh thần đó được tiếp tục tại Hội nghị Geneva. Tôi nghĩ có hai khía cạnh thế này. Khía cạnh thứ nhất ý, là Hội nghị Geneva về Đông Dương với sự tham gia của 9 bên, đặc biệt là 5 nước lớn, đã công nhận các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân 3 nước Đông Dương,
Việt Nam, Lào, Campuchia. Quyền dân tộc cơ bản đó là gì? Độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Tôi hiểu độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ như vậy, lúc đó quốc gia Việt Nam, đại diện cho Việt Nam cũng tại hội nghị giữa cả Việt Nam dân chủ đều khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa mà đã được tiếp quản từ khi Pháp chuyển lại cho quốc gia Việt Nam. Cái góc độ thứ hai của nghị Geneva, theo quy định của nghị Geneva thì Việt Nam tạm thời chia làm hai miền, lấy vĩ tuyến 17 ở sông Bến Hải làm ranh giới, tạm thời thôi. Và cái phần phía Nam là do quốc gia Việt Nam quản lý, phần phía Bắc là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa quản lý. Thế thì sau này Hoàng Sa, Trường Sa nó thuộc cái khu vực quản lý của quốc gia Việt Nam, tất nhiên là tạm thời. Chính Trung Quốc cũng ký đó. Trung Quốc là người một trong người tích cực nhất để có thể ký kết hiệp định Geneva năm 1954. Trung Quốc là một người công nhận những quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam, nhân dân Lào, trong Campuchia, trong có quyền chủ quyền, quyền thống nhất, quyền đoạn đoạn lãnh thổ. Và trong đó có Hoàng Sa, Trường Sa, vốn lúc đó Pháp đã chuyển giao cái quyền đó cho quốc gia Việt Nam. Vâng, xin cảm ơn Phó sư Tiến sĩ Vũ Dương Huân vì đã dành thời gian cho chúng tôi. Như đã nhắc ở trên, năm 1974, Trung Quốc đã sử dụng vũ lực để chiếm đóng quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, và như vậy là đã vi phạm Hiệp định Geneva. Việt Nam Cộng Hòa và Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đều đã lên tiếng phản đối hành động này, vì Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế đã quy định cấm sử dụng vũ lực xâm phạm lãnh thổ của một quốc gia khác. Những thông tin lịch sử này đã được nhắc lại và thông tin lại tới báo giới quốc tế trong cuộc họp báo quốc tế về tình hình Biển Đông vừa qua. Cuộc họp báo này cũng nhắc lại bị vong lục ngày 12 tháng 5 năm 1988 của Trung Quốc, một văn bản chính thức của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng khẳng định rõ một nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế là xâm lược không thể sinh ra chủ quyền đối với một vùng lãnh thổ. Vậy mà chính họ lại đang vi phạm nguyên tắc cơ bản này. Ngày 14 tháng 3 năm 1988, 64 chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam đã vĩnh viễn nằm lại giữa muôn trùng sóng biển trong trận chiến bảo vệ chủ quyền đất nước tại các bãi đá Gạc Ma, Cô Linh và Len Đao thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Những anh hùng năm ấy ra đi khi tuổi đời mới ngoài đôi mươi. Họ đã gác lại bao ước mơ hoài bão để dâng hiến trọn vẹn tuổi thanh xuân của mình cho đất nước.
lịch sử và nhân dân mãi khắc ghi tên tuổi các anh, những người đã viết tiếp bản hùng ca giữ nước của ông cha. Trong trận chiến đấu ngày 14 tháng 3 năm 1988, mặc dù tương quan lực lượng chênh lệch, phương tiện vũ khí hạn chế, cán bộ và chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam đã chiến đấu dũng cảm, không quản hy sinh, quyết tử đến cùng để bảo vệ chủ quyền hải đảo của Tổ quốc. Qua các tư liệu lịch sử, sự kiện Gạt Ma được tái hiện như sau. Sau khi chiếm giữ trái phép các đảo Chữ Thập, Châu Viên, Huy Gơ, Ga Ven, quân Trung Quốc tiếp tục chuẩn bị thực hiện ý đồ thôn tính ba đảo Gạt Ma, Cô Linh, Lên Đao. Đầu tháng 3 năm 1988, Hải quân Trung Quốc huy động lực lượng của hai hạm đội xuống khu vực quần đảo Trường Sa, tăng số tàu hoạt động thường xuyên có từ 9 đến 12 tàu chiến, gồm tàu khu trục tên lửa, 7 tàu hộ vệ tên lửa, 2 tàu pháo, 2 tàu đổ bộ, tàu hỗ trợ gồm 3 tàu vận tải LSM, tàu đo đạc, tàu kéo và một pông tông lớn. Trước tình hình đó, ngày 4 tháng 3 năm 1988, Hải quân ta xác định Trung Quốc có thể chiếm thêm một số bãi cạn xung quanh cụm đảo Sinh Tồn, Nam Yết và khu vực Đông Kinh tuyến 1150, trong đó, Gạt Ma giữ vị trí quan trọng, nếu Trung Quốc chiếm giữ sẽ khống chế đường qua lại tiếp tế của ta cho các đảo ta đang chiếm giữ, vì vậy phải quyết tâm đưa bộ đội đóng giữ các đảo Gạt Ma, Cô Linh và Lên Đao. Ngày 12 tháng 3 năm 1988, tàu 605, lữ đoàn 125, do đồng chí Lê Lệnh Sơn làm thuyền trưởng, xuất phát từ Đá Đông đến đóng giữ đảo Lên Đao. Sau 29 giờ vượt sóng to, gió lớn, tàu 605 đến Lên Đao và cắm cờ Tổ quốc lên đảo, lúc 5 giờ ngày 14 tháng 3 năm 1988, khẳng định chủ quyền và quyết tâm bảo vệ đảo của ta. Tiếp đó, 9 giờ ngày 13 tháng 3 năm 1988, tàu Hớ Quy 604, do đồng chí Vũ Phi Trừ làm thuyền trưởng và tàu Hớ Quy 505, do đồng chí Vũ Huy Lễ làm thuyền trưởng, xuất phát từ đảo Đá Lớn về Gạt Ma, Cô Linh. Phối hợp với hai tàu 604 và 505 có hai phân đội công binh, 70 người, thuộc trung đoàn 83, 4 tổ chiến đấu, 22 người, thuộc lữ đoàn 146, do đồng chí Trần Đức Thông, phó lữ đoàn trưởng chỉ huy và 4 chiến sĩ đo đạc của đoàn đo đạc và biên vẽ bản đồ, bộ tham mưu. Sau khi hai tàu của ta thả neo được 30 phút, tàu hộ vệ của Trung Quốc từ Huy Gơ chạy về phía Gạt Ma. Tàu Trung Quốc áp sát tàu 604 của ta, dùng loa gọi sang khiêu khích, thay nhau cơ động, chạy quanh đảo Gạt Ma, uy hiếp ta. Cán bộ, chiến sĩ hai tàu 604 và 600 động viên nhau giữ vững quyết tâm không để mắc mưu, kiên trì neo giữ quanh đảo. Trước tình hình căng thẳng do Hải quân Trung Quốc gây ra, lúc 21 giờ ngày 13 tháng 3, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân chỉ thị cho các đồng chí Trần Đức Thông, Vũ Huy Lễ, Vũ Phi Trừ chỉ huy bộ đội quyết giữ vững các đảo Gạt Ma, Cô Linh, khẩn trương thả xuồng nhôm, chuyển vật liệu làm nhà lên đảo ngay trong đêm ngày 13 tháng 3. Tàu 604 cùng lực lượng công binh Trung đoàn 83 chuyển vật liệu lên đảo Gạt Ma, tiếp đó, lực lượng của Lữ đoàn 146 bí mật đổ bộ, cắm cờ Tổ quốc và triển khai 4 tổ bảo vệ đảo. Lúc này, Trung Quốc điều thêm 2 tàu vệ trang bị pháo 100 ly đến khu vực đảo Gạt Ma. 6 giờ, ngày 14 tháng 3 năm 1988, tàu Trung Quốc thả 3 thuyền nhôm và 40 quân đổ bộ lên đảo tiến vào giật cờ ta. Lập tức, Thiếu úy Trần Văn Phương, Hạ sĩ Nguyễn Văn Lanh cùng đồng đội dũng cảm giành lại cờ. Lính Trung Quốc đã đúng bắn vào bộ đội ta, làm Thiếu úy Trần Văn Phương hy sinh, Hạ sĩ Nguyễn Văn Lanh bị thương. Mặc dù bị đối phương uy hiếp và nổ súng tấn công, nhưng bộ đội ta vẫn kiên cường đấu tranh bảo vệ chủ quyền hải đảo của Tổ quốc. Không ép được bộ đội ta rút khỏi đảo, 7 giờ 30 phút ngày 14 tháng 3, hai tàu Trung Quốc bắn 100 ly gây hỏng nặng tàu 604 của ta, rồi bất ngờ cho quân xông về phía tàu ta. Thuyền trưởng Vũ Phi Trừ đã bình tĩnh chỉ huy bộ đội trên tàu sử dụng các loại súng AK, RPD, B-40, B-41 đánh trả quyết liệt. Trận đánh diễn ra mỗi lúc thêm ác liệt. Tàu Trung Quốc tiếp tục nã pháo dồn dập làm ta bị thủng nhiều lỗ và chìm dần xuống biển. Thuyền trưởng Vũ Phi Trừ, phó lữ đoàn trưởng lữ đoàn 146 Trần Đức Thông và cùng một số cán bộ, chiến sĩ tàu đã anh dũng hy sinh cùng tàu Hớ Quy 604 ở khu vực đảo Gạt Ma. Gạt Ma bị Trung Quốc chiếm đóng và xây dựng bất hợp pháp từ đó đến nay. Cô Linh, 6 giờ ngày 14 tháng 3 năm 1988, tàu Hớ Quy 505 đã cắm hai lá cờ lên đảo. Khi tàu 604 của ta bị chìm, thuyền trưởng tàu 505 Vũ Huy Lễ ra lệnh nhổ neo ủi bãi.
phát hiện thấy ta cơ động lên bãi, hai tàu của Trung Quốc quay sang tiến công tàu 505. Bất chấp hiểm nguy, tàu 505 chạy hết tốc độ, trường lên được 2/3 thân tàu thì bốc cháy. 8 giờ 15 phút ngày 14 tháng 3, bộ đội trên tàu 505 vừa tiến hành dập lửa cứu tàu, bảo vệ đảo, vừa đưa xuồng đến cứu vớt cán bộ, chiến sĩ của tàu 604 vừa bị Trung Quốc đánh chìm. Cán bộ, chiến sĩ của tàu Hớ Quy 505 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền ở đảo Cô Linh. Cho đến nay, là cờ đỏ sao vàng của Việt Nam vẫn phấp phới tung bay trên đảo Cô Linh, ở đảo Len Đào, vào lúc 8 giờ 20 phút ngày 14 tháng 3, tàu của Trung Quốc bắn chìm tàu Hớ Quy 605 của ta. Cán bộ, chiến sĩ của tàu Hớ Quy 605 phải dìu nhau bơi về đảo sinh tồn. Tại Len Đào, sau trận chiến Gạt Ma, chúng ta đấu tranh kiên quyết, khiến Trung Quốc lui quân, ta bảo vệ thành Len Đào đến ngày hôm nay. Trận chiến ngày 14 tháng 3 năm 1988, dù tương quan lực lượng lớn, phương tiện vũ khí hạn chế, cán bộ và chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam đã chiến đấu dũng cảm, không ngại hy sinh, quyết tử đến cùng để bảo vệ chủ quyền hải đảo của Tổ quốc. Với chiến công oanh liệt, tàu 505 được chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Các đồng chí Vũ Phi Trừ, Trần Đức Thông, Vũ Huy Lễ, Nguyễn Văn Lanh, Trần Văn Phương được truy tặng và phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Hàng chục tập thể và cá nhân được tặng thưởng huân chương quân công, huân chương chiến công các loại. Câu chuyện Hoàng Sa cũng có thể nhắc đến câu chuyện Gạc Ma xảy ra cách đây 36 năm, ngày 14 tháng 3 năm 1988, khi Trung Quốc tấn công vùng đảo này, khiến 64 chiến sĩ công binh Hải quân Việt Nam hy sinh và chiếm giữ một phần quần đảo Trường Sa của Việt Nam từ đó đến nay.
Cũng giống như đối với quần đảo Hoàng Sa, hành vi của Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và không thể thay đổi sự thật là Việt Nam quốc gia có chủ quyền tại Trường Sa. Và cũng giống như đối với quần đảo Hoàng Sa, Việt Nam vẫn luôn luôn thực thi chủ quyền của mình tại Trường Sa một hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế và vẫn luôn kiên quyết đấu tranh chống lại tất cả các động thái vi phạm các quyền và lợi ích hợp pháp của mình tại đây.